Quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử vi 12 con. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình bước sang tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Giáp Thìn là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để nắm được nhiều vận may đến với mình. Và tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, được các nhà chim tinh học nhà tử vi học phương đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 4 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây người tuổi giáp thìn có được các tinh trợ mệnh thần tài chiếu cố, quý nhân giận bước cho nên sẽ có được nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có được cơ hội trúng số đổi đời, giúp cho con giáp này thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi giáp thìn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi giáp thìn sinh năm 1964 người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, là tuổi con rồng, thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, nghĩa là lửa đèn nhỏ. Bản mệnh tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cắt, đại lợi. Những người này được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng tư âm lịch, năm quý mão 2023, tháng mới người tuổi giáp thìn, được nhiều cát tinh chiếu, vận khí có nhiều dấu hiệu khởi sắc tăng mạnh. Đây là quả tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của con giáp này trong suốt thời gian qua. Nhân đó, người tuổi giáp thìn, hãy vững tâm để gây dựng sự nghiệp. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt lệnh quan đới, giúp bạn thêm tự tin, hành động độc lập tự chủ, hăng hái, và nắm quyền hành trong tay. Vận quý nhân của người tuổi giáp thìn trong tháng cũng rất vượng, dưới sự giúp đỡ của quý nhân, mưu sự dễ thành, dù là người làm công ăn lương, hay làm tự do, tự thân vận động, đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh tuổi giáp thìn một khi đã quyết tâm, thì đều làm cho bằng được, dù vậy, người tuổi giáp thìn vẫn nên cẩn thận, không được chủ quan, kẻo vận may bay biến. Trong tháng 4 âm lịch năm 2023 này, vận may về tài chính của những chú rồng sẽ tới, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh, hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết xuân sẻ tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra thuận lợi. Nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho bạn một cuộc sống đủ đầy. Ở phương diện tình cảm các mối quan hệ của Giáp Thìn không có gì phải chê trách các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu, có thể tính tới chuyện trăm năm. Người độc thân vượng đào hoa, được nhiều kẻ đưa, người đón, dù vậy bạn vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây bụng mình. Tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi bề ngoài do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện tốt. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho quý cô bác tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này sẽ giúp cho quý cô bác tuổi Giáp Thìn biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không. Xin mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi cho thấy bước sang tháng Tư âm lịch, năm Quý Mão 2023, vận trình sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn đang nhận được những cát khí từ cát tinh, giúp cho vận khí tăng mạnh. Những kế hoạch của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 diễn ra trôi chảy, và thuận lợi vô cùng, đồng thời bạn cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn, cơ hội tới dồn dập, cho nên người tuổi Giáp Thìn hãy tận dụng đúng lúc, đúng việc nhé. Tháng tư âm lịch này, vận trình của người tuổi Giáp Thìn, được cả nguyện lệnh lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh, nên vận quý nhân vô cùng vượng. Quý nhân xuất hiện, dẫn đường chỉ lối, giúp cho mọi kế hoạch của tuổi Giáp Thìn, mưu sự dễ thành, bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay tinh thần làm việc trong tháng này của người tuổi giáp thìn lên cao khá rõ tràn đầy hứng khởi công việc vì thế mà hanh thông nhiều phần đặc biệt về chức vụ và danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể con đường công danh sự nghiệp thẳng tiến về phía trước nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý chủ quản hay người làm công chức nhà nước tháng này công việc càng thêm thuận lợi và gặt hái kết quả tốt cơ hội tiến thân đã đến người tuổi giáp thìn hãy khéo léo hành xử và biến những điều không thể thành có thể con giáp thông minh lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn dù là người làm công ăn lương công chức viên chức nhân viên văn phòng hay làm tự do con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được với những ai có ý định muốn khởi nghiệp thành lập công ty hoặc khai trương cửa hàng cửa hiệu hay thực hiện các công việc lớn quan trọng trong tháng này là thời điểm khá lý tưởng người tuổi giáp thìn nên tranh thủ tận dụng vận khí đang vượng sức mạnh từ quan đới bao trùm để đánh nhanh thắng nhanh mọi việc chắc chắn sẽ thuận lợi khẳng định quyền uy nâng tầm phát triển công danh sự nghiệp của bản thân dù vậy người tuổi giáp thìn vẫn nên tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang thái độ kiêu ngạo hay kiểu ngựa non háo đá rất dễ làm vận may bay biến trong quá trình làm việc dù vấp phải bất cứ trợ lực nào cũng cần từ tốn bình tĩnh để giải quyết vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm có như vậy bạn mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn Ngoài ra, người tuổi Giáp Thìn đã lớn tuổi, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp bạn thành công hơn nữa, vì thế hãy dành chút thời gian để vạch ra các kế hoạch mục tiêu rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý, điều này giúp cho tinh thần của bạn vừa thư thái và dễ lại đạt hiệu quả cao. Về mặt tài vận, bước sang tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023, xem tử vi cho thấy, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 đang có được báo hiệu nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh nên vận may về tiền bạc khá rõ. Tháng này, với các kế hoạch công việc thu được kết quả tốt, giúp cho các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận, không chỉ từ chính tài mà thứ tài cũng rất khả quan. Những người làm công chức viên chức, nhân viên hành chính, công nhân, công việc cố định được đảm bảo, ở các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tay trái được phát huy, giúp cho bản mệnh cải thiện được nguồn thu nhập của mình. Đối với người làm kinh doanh, buôn bán, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và có nhiều cơ hội hơn trước, các cuộc giao dịch tiền bạc ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán, đầu tư thuận lợi, thu nhập tăng lên đáng kể, khi bản mệnh luôn có thể đưa ra được quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Hơn nữa sao Thái Dương cắt tinh chiếu báo hiệu bạn còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho bạn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon lành, hứa hẹn lợi nhuận thu về không nhỏ. Trong tháng này đối với những ai có ý định khởi nghiệp cũng nên quyết định nhanh chóng. Vận khí đang lên, cơ hội có một không hai đang nắm trong tay, chỉ còn đường đi nước, bước cụ thể ra sao, thì bạn phải tính toán, và lên kế hoạch rõ ràng, cẩn thận, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Cát tinh trợ mệnh, thần tài chiếu cố, quý nhân hỗ trợ, có thể coi đây là một tháng đại cát, đại lợi cho người tuổi giáp thìn, công danh sự nghiệp viên mãn, tài lộc dạng ngời trong tháng có dấu hiệu tài lộc bất ngờ ập đến ví như có thể là được ai đó tặng quà hoặc được thưởng hoa hồng lợi tức thậm chí là có khả năng trúng số rất cao các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng tuy nhiên trong tháng này người tuổi giáp thìn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ giả soát kỹ càng để tránh sai sót không thể chủ quan bên cạnh đó bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy về tài chính con giáp này dù có năng lực kiếm tiền rất tốt song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều vì vậy người tuổi giáp thìn cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, sử dụng tiền bạc thông minh, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Về mặt tình cảm. Bước sang tháng tư âm lịch, năm quý mão 2023. Gặp nguyệt lệnh lâm quan đới ở thìn, không những mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, mà còn mang tới cho bản mệnh tuổi giáp thìn những mối nhân duyên tốt lành. Thiên Hỷ chiếu mệnh giúp cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 tự tin trong giao tiếp khéo léo trong cách hành xử, sức hút của bản mệnh cứ thế lan tỏa. Người độc thân đừng quá ngạc nhiên, khi thời gian này bạn sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh, không ít kẻ đưa người đón, dù được không ít người thầm thương trộm nhớ. Song bạn vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình, kể cả khi bạn chưa thực sự trong mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó, việc tìm hiểu nhiều người cùng lúc sẽ khiến bạn sớm gặp rắc rối. Đối với các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu, có thể tính tới chuyện trăm năm, sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè hai bên là nguồn động lực vô cùng lớn lao với hai bạn. Những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu, tình cảm cũng như được hồi xuân, cả hai dành nhiều thời gian chia sẻ việc nhà cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai, gia đạo hài hòa, êm ấm, giúp tinh thần bản mệnh thoải mái, vui vẻ bên gia đình. Về mặt sức khỏe, Tháng 4 âm lịch này, tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, duy trì ở mức ổn định. Nhìn chung thể trạng của bản mệnh tuổi Giáp Thìn không xảy ra biến động lớn trong khoảng thời gian này, có chăng chỉ là vì thời tiết giao mùa, biến đổi thất thường, khiến bạn mắc các triệu chứng cảm cúm thông thường. Bên cạnh đó, đôi khi bạn cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức, hay sinh hoạt không điều độ, nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài ra việc ăn uống cũng rất quan trọng, quý cô bác tuổi giáp thìn ở độ tuổi này nên chú ý tới chế độ dinh dưỡng nhiều hơn, ăn nhiều rau xanh, hạn chế các đạm đỏ từ thịt, hạn chế ăn các đồ chiên, xào, rán, nên chú trọng luyện tập thể dục, thể thao. Đặc biệt những người làm văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao, thì càng cần chăm chỉ, rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Phong thủy phòng ngủ, giường ngủ cho tuổi giáp thìn, sinh năm 1964. Theo quan niệm của người phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chung và người tuổi giáp thìn nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, luôn là một điều vô cùng quan trọng. Con người luôn dành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ, giường ngủ, chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống. Vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt như, các hướng, sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. Chú ý, tủ quần áo, nên kê tại các góc xấu trong phòng, để chấn được cái xấu, là các góc ngũ quỷ, họa hại, lục sát, kiệt mệnh. Hướng phòng ngủ hợp tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, theo phong thủy. Phòng ngủ cho gia chủ tuổi Giáp Thìn, nên cố gắng chọn hướng tốt và màu sắc phù hợp, vật dụng phù hợp với mệnh để mang lại nhiều điều tốt đẹp cho gia đình. Người tuổi Giáp Thìn thuộc đông tứ mệnh và mệnh hỏa theo ngũ hành. Do đó, có thể chọn được hướng và màu sắc phòng ngủ phù hợp như sau hướng phòng, cửa phòng ngủ cho gia chủ tuổi giáp thìn, sinh năm 1964. Hướng tốt là những hướng, sinh khí, diên niên, thiên y và phục vị bao gồm. Đông, Bắc, Đông Nam, Nam. Hướng xấu là những hướng họa hại, tuyệt mệnh, lục sát và ngũ quỷ bao gồm các hướng. Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây. Màu sắc phòng ngủ cho gia chủ tuổi giáp thìn. Gia chủ tuổi giáp thìn mệnh hỏa, sẽ có tương sinh là mộc sinh hỏa và tương khắc là thủy khắc hỏa. Vì vậy, chọn màu của gia chủ hoặc màu tương sinh tốt nhất và tránh màu sắc thuộc mệnh thủy để không gặp phải những điều không may. Màu hợp nên chọn gồm: xanh lá, xanh nhạt, đỏ tím, hồng. Màu xung nên tránh gồm: đen, xanh đen, xanh nước biển. Hướng giường là đầu giường hay đuôi giường, tính đầu hay chân. Giường ngủ trong phong thủy được coi là một tiểu thái cực, một vật thể hay một dạng loan đầu nhỏ. Giường ngủ được xác định là sơn chứ không phải là thủy ở đây chúng ta cần hình dung giường ngủ giống như là một ngôi mộ tọa là nơi đầu giường phía đầu của người ngủ còn hướng chính là chân giường phía chân của người ngủ khi ngủ dậy đa phần mọi người thường ngồi dậy và nhìn xuống phía chân giường đồng thời lúc nằm ngủ cơ thể cũng dùng mũi để hấp thu thực khí từ chân giường đưa tới do đó ta có thể coi hướng giường chính là hướng phía chân của người ngủ không phải là hướng đầu giường như mọi người vẫn nghĩ giống như khi ta đứng phía trước ta sẽ là hướng chính và phía sau sẽ là tọa vậy phong thủy phòng ngủ cho nam tuổi giáp thìn, sinh năm 1964. Cung ly thuộc đông tứ mệnh. Hướng sinh khí, hướng chính đông, hướng tốt nhất, chỉ về tài vận cực tốt, khỏe mạnh, rất vượng về người. Hướng thiên y, đông nam, hướng tốt thứ ba, bệnh tật thuyên giảm, tài vận cũng tốt, khỏe mạnh sống lâu. Hướng phúc đức, hướng chính bắc, hướng tốt nhì, tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí. Hướng phục vị, hướng chính nam, hướng tốt thứ tư, tài vận tốt thường, khí vận trung bình, sức khỏe và gia vận trung bình, phong thủy phòng ngủ cho nữ tuổi giáp thìn, sinh năm 1964. Cung càn, thuộc Tây Tứ Mệnh. Hướng sinh khí, hướng chính Tây, hướng tốt nhất, chỉ về tài vận cực tốt, khỏe mạnh, rất vượng về người. Hướng thiên y, đông bắc, hướng tốt thứ ba, bệnh tật thuyên giảm, tài vận cũng tốt, khỏe mạnh sống lâu. Hướng phúc đức, tây nam, hướng tốt nhì, tài vận rất tốt, sống thọ, khỏe mạnh, vợ chồng hòa khí. Hướng phục vị, tây bắc, hướng tốt thứ tư, tài vận tốt thường, khí vận trung bình, sức khỏe và gia vận trung bình. Vâng, quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, trên đây là tử vi tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023 cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Hy vọng quý cô bác sẽ có được cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng mới của mình. Quý cô bác đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã theo dõi hết video chúc quý cô bác tháng mới luôn mạnh khỏe may mắn bình an bứt phá về tài lộc giàu sang phú quý chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại